Xin chào quý ông bà, quý cô dì, chú bác, anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em Hải. Thì hiện tại hôm nay thì em Hải đang có mặt ở dưới nhà của anh Nhật, của chú anh chị để cũng như là để ghi hình và cũng như là chia sẻ những cái thông tin rất là mới luôn để gửi nhanh để cho quý ông bà, cô chú, anh chị mình một cái điều khá là bất ngờ trong cái video ngày hôm nay, và không làm mất thời gian của quý ông bà, cô chú, anh chị mình nữa. Nhanh và liền luôn. Trước khi vào trong video thì ông bà, cô chú mình cho Hải xin một cái nút like, một lượt subscribe, đăng ký kênh, cũng như là có những cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh nào gây cấn, cũng như là những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, rồi những câu chuyện hài tiếu lâm, mình muốn cho Hải cũng như tất cả các anh em xuống tận nơi để ghi hình và chia sẻ, thì có thể trực tiếp gọi về cho Hải ở trên số điện thoại để trên màn hình. Một lần nữa thì Hải xin mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng Hải trong video ngày hôm nay để xem coi tình hình, thứ nhất là tình hình sức khỏe của ông nội nè, rồi bà nội, rồi những cái thay đổi của chỗ anh Nhật như thế nào. Rất là nhiều những cái điều rất là thú vị trong video ngày hôm nay. Và trước khi vào trong video, cô chú anh chị mình xin nén lại một tí xíu, cho Hải xin nút like, một lượt subscribe, đăng ký kênh, và có những cái lời ý kiến đóng góp nào của quý ông bà, cô chú anh chị mình thì comment để về phía dưới là Hải sẽ luôn luôn lắng nghe. Xin mời cô chú anh chị mình đồng hành cùng Hải trong video hôm nay. Hai chuyện đó bà nội. Dạ, hai chuyện đấy thôi. Thận hư rồi. Hư gần cả rồi. Dạ. Bác sĩ là mãn tính rồi. Dạ. Thì thế này này bà nội ơi. Thì sự con cũng không có, chưa con cũng chưa có quý mạnh thường quân hỗ trợ gì nhiều hết. Ừ. À, thì đây là cái phần riêng của cá nhân của con. Trời ơi, thôi mẹ ơi. Dạ không. Ôi. Cái này là phần riêng cá nhân của con. Thì con cũng gửi cho bà nội. Đây, con gửi cho bà nội. Thôi mày đi cực khổ. Dạ, không sao. Con ơi, con có mãi thường quân giữ đi, giữ đi bà nội. Thì đó cũng là cái, nói chung là con làm á cái chương trình của chỗ anh Nhật đây nè, thì cũng đã nếu tính ra là ghi hình nó cũng tháng mấy đó, thì cũng có được cái thu nhập nào có bà nội từ, không để con nói với bà nội xíu, thì cũng có thu nhập từ ở trên cái nền tảng YouTube á, thì con chia sẻ. Em hãy xin phép cô chú anh chị mình khoảng một vài giây để giới thiệu sản phẩm. Thì hiện tại thì bên em Hải có bán những cái mật ong như bên hình em Hải có để, cũng như là nước cốt nhào trị tất cả các loại bệnh, viêm khớp, đau nhức xương khớp, đau dạ dày, thì điều trị rất là tốt luôn. Bên nước cốt nhào thì là ở nhà tự làm của chú anh chị. Của chú anh chị yêu quý cũng như ủng hộ cho Hải để có thêm cái kinh phí để đi giúp đỡ cho bà con ở tất cả mọi miền đất nước, thì cô chú hãy gọi về số hotline của Hải ở trên màn hình là mua cái sản phẩm ủng hộ cho Hải. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ rồi, bây giờ thì coi như là bước đầu tiên là cô chú anh chị mình thấy cái căn nhà này của chú anh chị. Đây là một căn nhà bếp mà thời lúc đầu tiên á, Hải cùng với tất cả anh em xuống đây ghi hình của chị của Nhật á, là đây là cái bách rau không cảnh mà được ghi hình nhiều nhất luôn của chú anh chị. Và đến thời điểm bây giờ thì coi thử coi cái nhà bếp này nó đang biến thành cái gì rồi. Thì theo Hải nhìn thấy là đây, vào phía bên trong tí xíu nha của chú anh chị, sẽ biến là thành một cái nhà kho rồi của chú anh chị. Đây, nhà kho rồi, chứa cũng khá là nhiều đồ linh ta linh tinh ở đây đó. Thì chỗ này á, là nghe chỗ của anh Nhật chia sẻ là trong khoảng thời gian ngắn thôi thì đây sẽ được chuyển sang làm cái nhà để nuôi mấy con bịch sim, thì để tăng gia sản xuất đó của chú anh chị. Cây cối thì nó cũng khá là siêu quẹo rồi, cái cây rung rinh thấy cũng khá là ớn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra ngoài phía bụi chuối nha cô chú anh chị. Cái câu chuyện bụi chuối thì nó cũng khá là hy hữu luôn. Thì ngoài này á, thì ra chỗ ngoài này hồi trước á, thì phải nói rằng á, là có rất là nhiều mìn ở đây. Nhưng đến thời điểm bây giờ thì cũng khá là ok rồi, cũng yên tâm một phần nào rồi cô chú anh chị. Chỗ này thì có hai cặp heo này cô chú anh chị. Thì cũng được cái sự hỗ trợ giúp đỡ của mạnh thường quân. Có hai cặp heo trước nữa, trước đó là của bên chỗ của anh Lợi á, thì bây giờ hai cặp heo đó đang bị bệnh nên được đi gửi chỗ bác sĩ rồi, thì chỗ Nhật cũng có chia sẻ. Và bây giờ thì Hải xin mời quý ông bà cô chú mình đồng hành cùng với Hải vào phía bên trong nhà, cũng như là xem những cái sự thay đổi rất là tích cực vào đây nè. Đây chính là cái chỗ này, là cái nơi mà gọi là tắm rửa, giặt giũ, giặt coi như là hàng chục bộ đồ, rồi làm mọi thứ, rồi cũng như là tắm rửa là ở ngay chỗ này luôn của chú anh chị.
là ngay thời điểm trước đây, còn đến bây giờ thì nó sẽ khác rồi. Và khác như thế nào thì cô chú anh chị mình đồng hành cùng với Hải nha. Đây, vào phía bên trong. Đi vào phía bên trong. Thì ngay cái phía bên hông này thì trước đây là một cái hồ của chú anh chị à. Nên đến bây giờ thì Hải cũng thấy là được, cũng được sang lắp sơ lại rồi nè. Đó, cũng làm cũng được khá là gọn gàng rồi. Vào đặt vào mắt của Hải tiếp theo đó chính là cái nhà vệ sinh. Thì đến bây giờ thì cũng nhìn khá là khang trang và sạch đẹp rồi. Để Hải chuyển cái góc chú mình xem ha. Thì cũng đã được lót gạch rồi, đi bộ nhà vệ sinh cũng khá là tương tất rộng rãi của chú anh chị à. Lớp gạch hết trơn luôn rồi, bồn thì ngồi cũng khá là ok đó. Đọc để Hải vòm lại xíu nha. Rồi, cũng khá là sạch sẽ nè. Đó, quá là tuyệt vời rồi, còn gì nữa. Rồi đi ra phía bên ngoài này là mình sẽ ra ngoài phía bếp nha của chú anh chị. Vào trong phía nhà bếp của chỗ Nhật coi hôm nay Nhật có cái gì đây. Hôm nay là Hải review hết luôn cho cô chú anh chị mình xem ha. Ơi đây, nồi cơm. Ui già, cơm còn quá trời luôn. Này cho cơm mới nấu nè, còn nóng hổi à. Này là món gì đây? Thịt kho. Rồi, nhìn ở đây là phía tổng quan là cũng được ốp gạch hết rồi của chú anh chị à. Sạch sẽ, có cái tủ để đồ ăn. Đồ ăn với trong này. Tủ này thì hình như chưa có cái gì hết trơn á, còn chống quơ chống quắt nè. Thằng này thì được một cái máy bơm, để được một cái bơm của ảnh. Đây chắc là lu gạo rồi. Đây là chắc cái thùng gạo rồi. Để nguyên cái thùng ở trên nặng quá là Hải không có dỡ xuống cho chú anh chị xem được. Đó, nhìn tổng thể thì căn nhà bếp này là khá là khang trang sạch đẹp và nó cũng có cái sự gọi là kiên cố rồi đó. Đẹp hơn cũ rồi của chú anh chị à. Khá là ok luôn rồi đó. Ngoài này thì có một cái bồn. Cũng được các bạn thường quân hỗ trợ cho được một cái bồn nước khá là to của chú anh chị. Chỗ cái bồn này thì tha hồ mà lấy nước, rồi để vô máy giặt, để tắm rửa giặt giũ gì đây nữa thì quá là ok rồi. Rồi bây giờ thì bước vào phía bên trong. Phía bên trong nhà chỗ Nhật thì đặc biệt một điều là cái chỗ máy giặt nè. Thì bữa Hải cũng có quay rất là nhiều video rồi. Và một cái điều mà gọi như là bất ngờ khi mà Hải xuống đây là có được cái sự hỗ trợ của mạnh thường quân, được một cái máy lọc nước. Mà máy này máy cũng xịn đó nha, có nóng lạnh nè, có bên này đây là nước lạnh nè, còn bên đây là nước nóng nè. Ôi cha, có cái vòi này là quá là tiện luôn nè. Hôm nay là trà sướng rồi nha, có máy nước lạnh luôn rồi, máy nước nóng nước lạnh luôn rồi, khỏe nha. Muốn uống nước đá cũng lấy ra uống nước lạnh cũng được luôn. Rồi thì qua bên góc bên trong nhà thì đến bây giờ là được cái sự thay đổi rất là bất ngờ luôn. Đằng sau của chú anh chị mình thấy á, là cái chỗ bàn ăn, chỗ đó là cũng bên mạnh quân, chỗ của anh Lực cũng đã hỗ trợ cùng với cái bàn ăn và có luôn cái bàn học cho các con ở đây. Và thấy một cái điều rất là lạ luôn, đó chính là được một cái tủ lạnh khá là mới luôn của chú anh chị à. Quá trời luôn, quá trời là nhiều đồ rồi. Tủ lạnh nè, bàn học, tivi, rồi có luôn cả cái máy quạt mới nữa nè. Giường nữa của chú anh chị à. Và có một cái bộ giường bằng gỗ khá là xịn sò đó. Còn giường trong phòng nữa chị. À, còn trong giường, cái giường trong phòng là của ai nhớ không con? Con không nhớ hả? Của mẹ Diễm chứ ai? Của mẹ Diễm cho con nè. Đó, còn để phía trong của chú anh chị à. Tại vì cái chỗ đó thì không có cái giường bự này, không có để vô trong dừa. Nên để cái giường sắt của mẹ Diễm để phía bên trong á. Rồi thì đây một cái điều đặc biệt nữa mà cũng rất là nhiều cô chú anh chị khi mà xem video clip của Hải cũng như chỗ của Phi và chỗ anh Lực cũng có chia sẻ và cũng có nói rằng là sao không thay lại cái đầu đằng tay. Thì bây giờ đã thay rồi cô chú anh chị à. Đây để Hải quay camera trước lại cho cô chú. Đã thay cái đòn tay đây nè. Đòn tay hồi lúc là tên kia xuống là nó thẳng xuống dưới nhà luôn, là gọi là xuyên tâm á. Nên mà đến thì bây giờ là đã cắt ra rồi nè. Đó, cắt ra làm hai rồi. Là không còn gọi là cái đòn tay xuyên tâm nữa. Cũng khá là ok rồi đó. Thay được cái đòn tay rồi. Cũng tạm ổn. Phía đằng sau này thì đã được cán xi măng lại hết của chú anh chị à. Gọn gàng rồi. Đây, phía đằng sau bên này cũng vậy, đã được cán xi măng và cũng có được cái bộ ghế đá nhỏ nhỏ xinh xinh để phía trong nhà nè. Đến bây giờ thì thấy như là khá là
hoàn thiện cũng như là mọi cái hỗ trợ của các bạn thường quân cho chỗ của anh Nhật, thì hình như là theo Hải được thấy Hải tới tận nơi và Hải thấy thì nó cũng khá là tươm tất rồi. Và đặc biệt một điều nữa là chỗ nhà của ông nội, thì bây giờ Hải xin mời quý ông bà mình. Ủa bà nội ơi, chỗ nhà ông nội còn có mở cửa không? Có mở cửa không? À, để con vô con quay sơ qua nha. Đó, thì cô chú anh chị ơi, lúc mà xuống đây thì cái chỗ này nè cô chú anh chị, là nhà của bên ông nội là cũng chưa có sửa sang gì hết, gạch nền thì kiểu như cán nền xi măng thôi. Đó thì để cũng đó là đi lại nó cũng khó là khó khăn trơn nữa. Nhưng mà giờ thì chú anh chị nhìn thấy nè, được sửa lại luôn, được sơn tường lại nhìn quá là mới luôn rồi. Và cái thì cũng đã được lót gạch lại, đẹp ghê luôn đó bà nội. Rồi để con mời cô chú anh chị mình vào phía bên trong nhà của ông nội tí xíu nha. Đây vào phía trong nhà của ông nội này của chú anh chị à, thì cũng đã được lót gạch lại hết rồi nè, quá là tươm tất luôn. Cái vách tường thì cũng đã được sơn lại hết rồi của chú anh chị, đây được sơn lại hết rồi, phủ sơn một cái màu xanh rất là đẹp luôn. Rồi, đã dọn lại hết tất cả mọi thứ của chú anh chị à. Rồi, nhìn này cũng khá là đẹp và cũng như là đã bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài. Wow, khung cảnh buổi buổi chiều khi mà đang chuyển mưa tới này. Yêu quái kéo tới rồi bà nội ơi. Không mưa nổi. Dạ. Không mưa nổi hả nội? Bữa giờ là có mưa không nội? Có. Bữa giờ có mưa hen. Có mưa đó, tại xe đất đó, đất xả lúa. Dạ. Ừ. Vậy là bữa giờ dưới này mưa lớn không nội? Mưa cũng lớn rồi, cũng lớn. Dạ, là mưa lớn hen. Rồi mưa hai đám người ta bà con ta xới đất rồi nhà đó. Rồi chỗ mình đây hồi đó giờ là có được cái miếng đất nào không nội? Có ông nội nuôi gà, nuôi vịt, nuôi heo, nuôi lỗ lã bán trả nợ dâu. Tí con nghĩ là nếu mà giờ mà có đất ở đây á là coi như là giờ là gia đình mình cũng đang bận biểu gọi là cày sới rồi hen. Ở trước cửa là có bà nội nè, đó giờ cũng bán. Giờ cái con đường đi cũng bán luôn. Là trước đây hồi xưa là của những con của nội đấy hen. Miếng đất này miếng trước nhà đấy nè. Với giờ đây lên chảnh con đường từ đây dài lên chảnh cho cái gò đó. Dạ. Con của ông bà nội luôn. Rồi sao mà coi như là giờ là bây giờ còn là miếng nào không? Tại nãy giờ ông chết không có chỗ chung. Ôi trời đất ơi. Thiệt mà nói thiệt cái bộ. Là coi như là phi tan hết rồi hả? Phi tan hết. Sao vậy? Sao mà ông nuôi gà hả? Nuôi vịt nuôi gì nghe lời là lỗ hả? Bán cái đâu luôn. Trời lỗ. Mà lâu chưa? Lâu rồi, năm mấy mười mấy năm về trước. Mười mấy năm trước thì đất ở đây nó rẻ rồi mà. Có 10 triệu 10 sào à. Là 10 triệu một sào hả? 10 là... triệu một công. 10 triệu là một công là một sào đó. Dạ. Vậy là bán lâu rồi. Rồi là thời đó là coi như là có chơi bời gì không mà. Nấu hả? Bà đó không biết. Bà nội đó thì cũng về cũng lo con ăn nhở rồi. Dạ. Là nấu cơm có nước rồi đẻ hủ đàn. Dạ. Thì bà nội ơi, con hôm bữa là con cũng có xuống đây quay ghi hình đó, con cũng là đưa ông nội đi bệnh viện đó. Thì đến giờ cũng gần khoảng 2 tháng rồi. Thì con không biết là tình hình sức khỏe của ông nội như thế nào, bà nội có thể chia sẻ được không? Người ta nói ông nội là hôm trước da liễu tốn mấy chục triệu rồi, da ông lỡ giáo phòng lên đó, lỡ giáo rồi. Giờ cái ông ở chỗ anh là 13 ngày mà hết là thuốc men rồi kỳ đó, hôm đó là chưa có là bảo hiểm, mới mà bảo hiểm xa mới xài là tốn mới là mấy triệu. Rồi ông về chưa có đầy một tháng nữa là ông bệnh nữa, ông bệnh lợi nữa, ông nằm không à, cái lực tàn nó vô quay phim rồi. Yeah. Tôi có thấy ông bệnh, trời ơi, ông nằm mặt ngoài đổ lơ đổ lưỡng à. Rồi nó kêu thôi ông nội đi nhà thương. Dạ. Giờ đưa ông nội đi nhà thương, nói với ai nữa nè, lực tàn với ai nữa mà nội quên. Là đưa ông nội đi nhà thương là đưa lên Chợ Gãy hen. Không có, chưa Chợ Gãy, đưa đi khỏi chỗ nào tiện, đưa xuống Long An một bữa. Long An là bữa đó là con nè. Vậy hả? Trời đất ơi, vậy nội quên con rồi, hơi buồn nha nội nha. Không, nội dài quên không. Đưa là xuống. Bữa đó là con nè, chứ ai. Mà nội đâu mà tao quên. Cái hôm trời mà... đất ơi, dạ. Cái hôm đây, cái hôm mà con với anh chỗ anh Lực á đi đưa ông nội xuống dưới chỗ bệnh viện Cần Đước.
bệnh viện Cần Đức, xong rồi là xuống dưới bệnh viện cái gì ở Tân An mình á, Long An à, bệnh viện Long An, bệnh viện tỉnh á, rồi lớn như đó, xong là xong rồi anh em mới có quay về, thì đợt sau là con có xuống thêm được bữa hai nữa, rồi cái hôm mà đưa ông nội mà lên trên Chợ Gãy á, đến bây giờ là con cũng lu bu công việc, giống như thứ hai nữa là con cũng đi quay những cái câu chuyện hoàn cảnh khác đó, là đi cởi còn chỗ của anh Lực thì mới còn ở dưới này để quay và chia sẻ cái câu chuyện của chỗ gia đình của Nhật thôi, với lại của bà, của ông nội đó. Hồi nãy con cũng mới vô, con cũng xem thì con thấy là bây giờ coi như là ông nội lỡ hết trơn người luôn rồi. Hình như là đâu có không có đâu, đâu có mặc quần áo được đâu bà nội. Nó hầm đúng không nội? Hỏi mình chạy dễ quá trời luôn, lỡ á, lỡ tới con cu cũng lỡ, lỡ mình phải giáo bữa nay lỡ, đó là mọi trên thân thể là bị lỡ ra hết luôn. Bác sĩ nói ông nội bị thận mãn tính rồi, không hết rồi, sống mà là hai ngày nay rồi. Số nói rằng là thời gian là bao lâu, nếu mà ông cứ ăn cứ uống là nếu mà cái thận thì này có bệnh ổng vô chừng già rồi, với cái thận hư hết à. Vậy là sao? Ôi, thấy tội với trời. Bây giờ ổng nằm đó thì hổm một tiền bạc cũng ổng cũng 50-60 triệu rồi, là chạy mượn không mượn lời không á, 1 triệu một tháng 100 ngàn tiền lời. Dạ. Đó, bây giờ như thằng Nhật cơ hổm á, bây giờ còn thiếu nợ đóng nhà thương còn 2 triệu nữa là 60 triệu là họ thối lợi không? Họ thối 2 triệu. Bây giờ là mình còn thiếu tiền hả? Giờ thiếu tiền thì trả đâu có đủ bây giờ. Thiếu là thiếu ở chỗ nào nội? Thiếu chỗ con tiền đi có cái sổ đi dài. Tức là mình lấy tiền đó để mình khám bệnh hay sao? Để ở nhà thương đó. Bây giờ khu chia thành được. Ủa, cái lúc đó là ông nội không có bảo hiểm hả ta? Đúng rồi, bảo hiểm bây giờ chợ giấy đâu có đủ khó. Là không được hả? Nhiều lắm, nhiều tiền lắm. À, tức là bảo hiểm nó cũng đã có chi trả một phần nào đó rồi. Rồi cái phần coi như là cái phần thuốc ngoài á, là mình phải tự mình bỏ tiền ra mình mua. Đúng không nội? Đó là mình có tạm ứng trước cái số tiền. Đến khi mà xuất viện ra đó thì tổng số tiền mà coi như là mình đóng là bao nhiêu? Và 60 triệu. Là đóng là 60 triệu. Này tiền này tiền nọ, rồi thối là được 2 triệu. Là coi như đóng 60 triệu xong rồi xuất viện ra là người ta thòi lại tiền cho mình là được 2 triệu. Là số tiền đó là coi như là cũng chạy giả, cũng đi chạy giả mang bây giờ. Mượn đầu này đầu kia. Mượn đầu này đầu kia. Bây giờ mượn đầu này cũng như biểu tượng này cánh phụ, bây giờ thằng đen 15 triệu. Mỹ nhỏ nhà này 15 triệu mà nó có tiền. Tùng bên đây nè, nuôi 15 triệu. Rồi đứa này cũng đứa 15, 4 đứa, còn hai còn Nhật thì khổ quá. Họ Nhật với khiêu nội về. Và Mạnh ở trong đó là Tàn nói thôi giúp gia phụ con nội 8 triệu. Với không biết ai cho được 10 triệu là 18 triệu. Bây giờ cái tiền đó để thủ cho ông nội đi khám bệnh. Còn cái lúc làm nhà thương đó cho được 5 triệu. Với ở nhà mấy bệnh thường quân thấy khổ cho ra là ổng cũng được 4-5 triệu. Là cũng có là cho lật giặt đồ, đỉnh đồ hen. Chúng bà nội cũng có hưởng nữa. Dạ, đến bây giờ thì coi như là ông nội nằm ở bên chỗ bên nhà này thì có ăn uống gì được không bà nội? Ăn cũng thì được, mà cứ Là ổng mình ăn cá rồi, ăn thịt sáng của cháu rồi ổng ăn. Bà Mỹ Duyên này nè, là có mấy đứa nuôi, còn Mỹ Duyên phải chịu phần cháu. Ăn rồi uống. Coi như là ông nội hôm bữa là con nghe nói là ông nội không có ăn uống gì được hết trơn á, chỉ có húp cháo thôi. Đó thì đến bây giờ là coi như ông nội có ăn cơm này được chưa, ăn cơm thịt cá này được ăn không? Cơm được, ăn ít à, là chỉ ăn được hả hen? Không ăn được cũng là mừng rồi bà nội ơi, nếu có mà ăn được. Dạ, hôm bữa mà, nhưng mà người ta nói cái thận này đâu sưng lên chết à. Này, cái hôm mà bà nội nói với con á là cái thận của ông nội nó chỉ còn có 17% thôi. Lúc đó con nghe là con thấy cũng rất là lo rồi, rất là bồn chồn trong người rồi đó. Thì một sức khỏe của con người của mình á, một cái thận nó phải là 100%. Mà bây giờ cái thận nó chỉ còn có 17% thôi. Thì nó rất là nguy hiểm. Đó, mà khi mà đưa ông nội lên trên bệnh viện rồi cũng chạy chữa thuốc men, thì đến bây giờ thì
con thấy ông nội ăn lại được á thì cũng mừng. Thôi thì bây giờ được chừng nào thì mình hay chừng đó bà nội. Chừng nào hay chừng nấy thôi, thằng hư rồi, hư gần cáo rồi. Dạ. Bác sĩ này mãn tính rồi. Dạ. Thì thế này này bà nội ơi, thì sự con cũng không có, chưa con cũng chưa có quý mạnh thường quân hỗ trợ gì nhiều hết. À, thì đây là cái phần riêng của cá nhân của con. Trời ơi, thôi mẹ ơi. Dạ không, không, thôi. Cái này là phần riêng cá nhân của con, thì con cũng gửi cho bà nội. Đây, con gửi cho bà nội. Thôi mày đi cực khổ. Dạ, không sao, không sao, không sao. Con ơi, con có mạnh thường quân. Giữ đi bà nội, giữ đi bà nội. Thì đó cũng là cái, nói chung là con làm á, cái chương trình của chỗ anh Nhật đây nè, thì cũng đã, nếu tính ra là ghi hình nó cũng tháng mấy. Đó thì cũng có được cái thu nhập. Là không có bà nội. Không, để con nói với bà nội xíu. Thì cũng có thu nhập từ ở trên cái nền tảng YouTube á. Thì con chia sẻ lên đó thì cũng có quảng cáo trên đó. Thì thực sự con cũng không có được nhiều, nhưng mà dù gì thì con cũng muốn san sẻ một tí xíu nào đó trong cái khả năng của mình. Đó. Thì được quý mạnh thường quân hỗ trợ và giúp đỡ cho chỗ của anh Nhật cũng như là bà nội ông nội á. Thì con sẽ sẵn sàng xuống đây để trao cái phần duyên của quý mạnh thường quân cho gia đình của mình. Đó. Còn thì đến thời điểm bây giờ thì cũng đã hơn 2 tháng con không có xuống này lay. Thì quý mạnh thường quân thì cũng chưa có biết như thế nào. Đó, thì qua cái video clip ngày hôm nay của Hải cũng như chỗ của Phi cũng đã đến đây để ghi hình và chia sẻ cho quý ông bà. Thì tí xíu nữa đây thì Hải sẽ đến quay chỗ của ông nội cho quý mạnh thường quân xem. Và có thể rằng là sẽ không có nói chuyện được nhiều, nhưng ô giỏi con, giỏi con, ô dạ giỏi. Rồi đi qua nha. Rồi, hai đứa nhỏ mới học về quý ông bà của chú à. Rồi anh nay ngoan nè, về là thưa luôn. Thưa bà nội rồi. Rồi bây giờ để con bà nội qua với con chỗ ông nội xíu ha. Dạ. Mà đi bà nội ơi. Đi. Dạ. Rồi đã kêu William. Dạ. Đã kêu William mà bà nội đi chứ coi. Dạ dạ. Thôi bà nội đi qua đây luôn đi để kể. William. Dạ. Dạ rồi thì bây giờ hãy với chỗ của bà nội sẽ đi qua thăm ông nội tí xíu nha. Rồi ông nội, tình hình sức khỏe của ông nội như thế nào rồi và có cái diễn biến của ông nội ra sao thì Hải cũng rất là quan tâm, cũng như là đang cũng không biết là như thế nào. Thì bây giờ Hải xin mời quý ông bà của chú mình đồng hành cùng với Hải nha. Rồi bây giờ là coi như ông nội đang nằm ở đây của chú anh chị à. Rồi bây giờ thì vô chỗ của ông nội thì bây giờ chỗ của ông nội thì Hải thấy thì cũng đang lỡ rất là nhiều chú anh chị à. Những cái hình ảnh này chắc là Hải xin phép là sẽ làm che lại chú anh chị à. Sẽ che mờ lại tí xíu nha. Thì Hải đứng ở đây để Hải quay cho ông bà của chú mình xem á. Thì Hải là người chứng kiến tận mắt những cái diễn biến của ông nội. Thôi bà nội ơi, bà nội để yên lại, để yên đó đi được rồi bà nội. Thì con đây con thấy rồi, ông bà cô chú mình đó, khi mà xem những cái thước phim này thì có thể là Hải sẽ chụp những cái tấm hình này lại, có thể gửi cho quý ông bà cô chú mình sau. Còn thực tế thì Hải đã thấy rồi, và coi như là cái sự nó bị lột ra rất là nhiều chú anh chị à. Da nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Ông nội cũng đã rất là mệt, coi như là mọi thứ đều là phải là tại chỗ luôn của chú anh chị. Đó. Thấy cũng rất là thương luôn cho ông nội luôn. Bây giờ đâu có ăn uống gì được đâu của chú anh chị. Mà nó già phải mệt, có nhớ khỏe rồi. Sữa không à. Quá trời tội luôn à. Thì ổng vậy. Thì nãy giờ ông bà của chú mình cũng đã xem được cái thước phim của Hải ghi hình lên. Tại vì thay khi mà thấy cái hình ảnh của ông nội mà nằm một chỗ á, mà coi như là không bận đồ được của chú anh chị à, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai nữa là bây giờ là da thịt của ông nội là bị lỡ ra hết rồi. Và cũng như theo lời của bà nội chia sẻ từ nãy đến giờ á, là Hải cũng đã đến cũng như đã quay cho ông bà của chú mình xem, nhưng mà cái hình ảnh đó thì Hải xin phép là được làm mờ lại, che mờ lại. Thì Hải cũng đã có chụp hình lại trong này rồi. Thì nhìn thấy rất là thương luôn ông bà của chú ơi. Mới ngày nào mà khi mà Hải xuống đây Hải ghi hình á, thì ông nội rất là khỏe mạnh luôn, rất là vui vẻ và rất là hoạt bát luôn. Ông bà chỉ có mới có vài tháng thôi thì tình hình sức khỏe của ông nội lại xuống sắc như thế này rồi. Thì sự là mình không có ngờ được luôn á. Rồi cái diễn biến ra rất là nhanh như vậy.
thì sự là cũng mong rằng là được cái sự chỗ của anh Nhật á, thì Hải sẽ không kêu gọi nữa. Vì gia đình của anh Nhật, như là anh Nhật và các con á, thì đến thời điểm bây giờ thì coi như là mình giúp đỡ cho anh Nhật là trong cái ngặt, trong cái khó khăn. Thì đến bây giờ thì trong như video của chú anh chị cũng đã xem, đã biết là anh Nhật thì cũng đã có được những cái vật dụng trong gia đình, thì nó cũng khá là tươm tất, và nhà cửa thì cũng đã khá ổn rồi. Còn về bên chỗ của ông nội á, đến thời điểm bây giờ thì ông nội đang gặp cái căn bệnh mà phải gọi là thập tử nhất sinh luôn rồi, quý ông bà ơi. Chỉ còn nằm chờ thôi. Và coi như là cái chi phí thuốc men cũng khá là cao, cũng như là rất là đắt đỏ luôn. Thì cũng mong rằng là quý ông bà mình có thể hỗ trợ giúp một phần nào đó cái hiện vật, cũng như là thuốc men, những cái nhu yếu phẩm để giúp cho chỗ của ông nội, để ông nội có thể vượt qua trong cái giai đoạn khó khăn này. Rồi một lần nữa thì Hải cũng chân thành kêu gọi quý ông bà, quý cô dì chú bác anh chị mình, nếu mà có hữu duyên thì có thể chung tay lại để giúp đỡ cho gia đình của anh Nhật, chỗ của ông bà nội. Thì thấy hình ảnh mà của ông nội mà nằm bây giờ nằm có một mình ở trong cái giường mà không thể nào mà đi lại đâu được hết trơn á, người ngợm bây giờ là ê ẩm hết trơn luôn, không có thể nào mà cử động được. Mọi cái sinh hoạt rồi mọi cái di chuyển của ông nội là phải nhờ vào chỗ của anh Đen, là người con trai thứ rất là lớn, anh của chỗ của anh Nhật, anh của anh Nhật, là để giúp cho ông nội có thể di chuyển và ăn uống tắm rửa đều là phải là một tay chỗ của anh Đen hỗ trợ giúp hết, coi như là mất đi một người để đi lao động luôn rồi đó, để chỗ anh Đen có thể giúp đỡ cho chăm cho ông nội coi như là 24/24 luôn đó, không đâu có đi làm được đâu. Rồi anh Đen thì cũng có gia đình nữa, mà bây giờ coi như là phải như thế này rồi, và phải chăm ông nội, thì bây giờ là kinh phí cũng như là mọi thứ nó khỏi khó khăn hơn. Cái vấn đề tiền bạc thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì chỗ Hải á, thì Hải cũng chỉ có thể giúp đỡ cho bà nội cũng như cho ông nội một cái trong khả năng của Hải thôi, chứ thực sự mà để giúp đỡ, để thay đổi và cũng như là có một cái hướng nào đó để tốt hơn á, thì thật sự cá nhân của Hải á, thì vẫn chưa có thể nào mà hỗ trợ giúp đỡ được nhiều. Thì cũng mong rằng là quý ông bà mỗi người chung tay lại một ít thì mới có thể thay đổi cũng như là giúp đỡ được cho chỗ gia đình của ông nội và bà nội. Hiện tại thì trời cũng đang chuyển mưa rất là đen rồi của chú anh chị thì Hải cũng xin phép kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cũng một lần nữa xin cảm ơn quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã đồng hành theo dõi video clip này của Hải đến giờ phút này. Bây giờ anh em cũng phải tranh thủ cái thời gian di chuyển tới một cái hoàn cảnh cũng như một cái địa điểm khác để tiếp tục để ghi hình. Thì trời giông gió vô cái tháng này là cũng tháng là tháng mưa tới của chú anh chị đường xá di chuyển cũng gặp rất là nhiều những khó khăn. Mong rằng là quý ông bà, quý cô dì chú bác, quý anh chị mình khi mà xem được những thước phim của anh em thì có thể cho anh em động viên cái tinh thần và cũng như là ủng hộ cho những cái thước phim mà anh em đã ghi hình bằng cách là có thể một cái like, một cái lượt đăng ký cũng như một lượt chia sẻ và để lại những cái comment ủng hộ tinh thần cho tất cả các anh em cũng như cho Hải. Hải chân thành cảm ơn quý ông bà, cô chú mình rất là nhiều. Xin kính chúc toàn thể quý ông bà, cô chú anh chị mình dồi dào sức khỏe và có một ngày làm việc thật là hiệu quả và gặp thật là nhiều những cái may mắn phía sau nữa. Dạ thì Hải xin phép được kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Ôi bà nội ơi, dạ con xin chào bà nội nha. Không gì ạ? Dạ con chắc không phải về lại, con đi qua những cái câu chuyện khác bà nội ơi. Về đâu, ngồi chơi với bà chút. Dạ bà nội. Mày nhớ mình nhớ gọi chút. Dạ 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 dạ, để con quay qua mà. Thằng quá mà ơi. Dạ bà nội. Thương trai bà nội. Cảm ơn bà nội rất là nhiều. Dạ. Thì từ nãy giờ quá trời luôn. Dạ thì nãy giờ ông bà con cháu. Dạ. Thì, con cảm ơn cái tình cảm của bà nội đã dành cho con rất là nhiều. Thật sự là con cũng không biết nói thế nào. Thì con cũng mong rằng là chỗ của bà nội hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ, cảm ơn con ơi. Dạ, là cái thứ nhất. Bà nội thương con dễ lắm, con dễ thương con. Dạ. Vì mấy ngày không xuống, con nhớ con chết luôn.
Lực toàn thương, lực toàn cũng cưng lực toàn lắm. Dạ. Thì tất cả nước ơi bà con ơi, tội nghiệp quá trời. Tất cả các anh em xuống đây ghi hình chỗ gia đình của anh Nhật á, thì cũng muốn là được cái sự giúp đỡ của mấy ông bà quý cô chú anh chị để giúp cho anh Nhật. Đầu tiên là trong cái ngặt. Cái ngặt. Đồng giúp một cái nghèo. Dạ, cái nghèo thì ai cũng thấy cái nghèo rồi. Và cá nhân của con đây thì con cũng còn của họ là còn rất là nghèo luôn á. Đó. Nhưng mà con thể còn đi làm được. Đó, chỗ của anh Nhật thì thấy cái ngặt quá trời quá đất luôn. Mấy đứa nhỏ leo nhau lúc nhóc. Thì chỗ của anh Nhật thì con như nãy con có nói á, là đã xong xuôi hết rồi. Cũng đã ổn một phần nào đó. Nhưng mà bây giờ là thấy qua là bà ông nội nè. Ông nội nè. Giờ ơi giờ là Bình tôi nói quá là thương luôn. Đó, nhìn qua những cái hình ảnh. Dạ. Trong cái sổ tiết kiệm hình toàn nó thôi giúp cho ông nội mình có bổn phận làm con chút chút gia cho ông nội cho mình cũng vui. Dạ. Rồi, dạ thì qua câu chuyện ngày hôm nay cũng như những cái thước phim mà của Hải quay chia sẻ qua chỗ của gia đình của anh Nhật cũng như là cũng ghi hình cho quý ông bà của chú mình xem được cái hình ảnh của ông nội với cái sức khỏe, cái tình trạng của ông nội ngay thời điểm ngay bây giờ thì cũng không biết sao nữa. Thôi thì video cũng khá là dài. Thì bây giờ bà nội ơi, bà nội có mấy lời gửi đến cho cô chú anh chị ha. Thôi bà nội, cô chú và anh chị mạnh thường quân trong ngoài nước mà dạ. Đến đây giúp cho là mấy đứa, 5 đứa con của Nhật và dạ. Giúp đỡ ông nội Nhật. Và bà nội cũng giúp đỡ bà nội chút đỉnh uống thuốc uống men kia rồi. Dạ. Thôi giờ tôi không nói gì hơn, thôi tôi cũng rất cảm ơn nhiều. Ơn này biết từ nào mà trả nổi. Thôi dạ. Mấy cô mấy chú mà mạnh thường quân, thôi tôi cũng chúc trên đường mừng ăn gặp nhiều may mắn, này, sức khỏe dồi dào và mừng ăn gì được nấy. Dạ. Dạ rồi thì Hải cũng xin kính chúc cho quý ông bà, quý mạnh thường quân, quý cô dì chú bác, quý anh chị trong cũng như ngoài nước đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình của anh Nhật và có thể là giúp những cái hoàn cảnh, những câu chuyện khác nữa gặp thật nhiều những cái may mắn, gặp thật nhiều những cái sự thuận lợi, thuận buồm, xuôi gió trong công việc và mọi thứ, sức khỏe, bình an và vạn sự thì như ý. Thì Hải xin phép kết thúc chương trình ngày hôm nay tại đây. Cô chú anh chị và các bạn yêu quý cũng như là mến Hải thì có thể cho Hải thêm một cái động lực, một cái tinh thần bằng cách cho Hải xin một nút like, một lượt subscribe, đăng ký kênh và nếu được thì hãy chia sẻ video clip này. Hải chân thành cảm ơn và cũng như là lời giới thiệu lúc ban đầu. Quý ông bà của chú mình có những cái câu chuyện, những cái hoàn cảnh khó khăn nào, những cái câu chuyện tiếu lâm, hài, thú vị mà muốn Hải cũng như tất cả các anh em đến để chia sẻ, gửi đến trên cộng đồng mạng thì có thể gọi trực tiếp về số hotline của Hải để trên màn hình. Hãy sẽ xuống tận nơi để ghi hình và chia sẻ lên cho quý ông bà cô chú mình ở trong những video sắp tới. Video này Hãy xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye.